Xin chào các bạn, bản tin Cbiz ngày 13 tháng 5 năm 2023, hình ảnh Hứa Khải Hàn Đình ôm bế Đàm Tùng Vận kỳ tinh ngọt ngào tại đoàn phim Em đẹp hơn cả ánh sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.